Sáng ngày 22 tháng 2, Thành ủy Phan Rang Tháp Chàm đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Mỹ Hưng về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng các ban đảng Thành ủy, trưởng các phòng ban ngành thành phố và văn phòng Thành ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Hưng. Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong năm 2022, Đảng ủy phường Mỹ Hưng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể chủ động triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, đạt những kết quả trên các lĩnh vực. Tổng giá trị toàn ngành ước đạt trên 2.650 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 1,2 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt 4 trên 4 tiêu chí. Lĩnh vực quản lý đô thị, môi trường, địa chính, xây dựng đạt 2 trên 2 tiêu chí. Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đã kết nạp 4 trên 6 đảng viên mới. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến làm rõ thêm những kết quả của phường đã đạt và chưa đạt, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của phường. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Ban chấp hành Đảng ủy phường Mỹ Hưng đã đạt được trong thời gian qua. Năm 2023, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Hưng thực hiện với phương châm đoàn kết, quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả, tiếp tục khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực. Phường có kế hoạch xây dựng khu ẩm thực phù hợp với tình hình của địa phương, tập trung xây dựng lịch sử đảng bộ phường, tập trung đào tạo nguồn nhân lực của phường, xây dựng mô hình chuyển đổi số trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, nâng cao năng lực cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình hành động của cấp trên phù hợp với địa phương, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh.